Jennie, Blackpink, hối hận nếu không tham gia phim 18 cộng. Với Jennie, vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình 18 cộng The Idol là cơ hội để chạm đến giấc mơ, diễn xuất và sẽ hối hận nếu không nhận lời tham gia. Ngày 16 tháng 11, tạp chí Elle tung loạt ảnh mới của Jennie, Blackpink với tư cách gương mặt trang bìa ấn bản tháng 12. Bộ ảnh chủ yếu mang tông màu đen, trắng thể hiện một Jennie cá tính và gợi cảm với ánh mắt sắc lẹm. Cao ca ngợi Jennie và các thành viên Blackpink khác đã định nghĩa lại sức mạnh của phái nữ trong ngành công nghiệp K-pop với ca từ năng động, video âm nhạc sắc sảo và thái độ quyết liệt. Điều khiến nhà báo Laura Sirikun ngạc nhiên nhất là sự khác biệt của Jennie trong những hoàn cảnh khác nhau. Ban đầu, Sirikun có chút lo lắng khi tiếp cận nữ idol bởi lúc biểu diễn trên sân khấu, Jennie thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán, cuồng nhiệt và nghiêm túc. Tuy nhiên, trong quá trình trả lời phỏng vấn, người đẹp sinh năm 1996 lại trở nên điềm tĩnh, ngọt ngào, ăn nói nhỏ nhẹ và có phần rụt rè. Nữ rapper lại biến hóa thành cô gái quyến rũ, tự tin và lạnh lùng khi chụp ảnh cho tạp chí. Những gì chị thấy trong buổi chụp hình là một phần hình ảnh của tôi. Tôi hào hứng khi tạo ra nhiều cá tính hơn để thể hiện bản thân, người đẹp 26 tuổi giải thích cho sự đối lập giữa Jennie của Blackpink và Jennie Kim. Diễn xuất là cách thú vị để thể hiện bản thân. Trong cuộc phỏng vấn tại Los Angeles, Jennie chia sẻ nhiều về vai diễn đầu tay trong The Idol, bộ phim truyền hình 18 cộng đánh dấu sự hợp tác của The Weeknd, Sam Levinson. Cha đẻ của series đình đám Euphoria và Reza Fahim dự kiến lên sóng năm 2023. Không đi sâu vào chi tiết dự án, Jennie tiết lộ Levinson là sức hút lớn nhất để cô tham gia vào bộ phim. Cô hâm mộ tất cả tác phẩm của đạo diễn người Mỹ. Theo chủ nhân Hit Solo, việc đóng phim vốn không có kế hoạch từ trước mà bất ngờ một ngày nhận được lời mời từ phía nhà sản xuất. Khi cơ hội đến, Jennie sẵn sàng đón nhận bởi cô biết sẽ hối hận nếu bỏ lỡ. Bên cạnh đó, Jennie luôn ấp ủ giấc mơ diễn xuất. Cô muốn có một trải nghiệm mới với tư cách là nghệ sĩ đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. So sánh giữa việc đóng phim với quay video âm nhạc hay tham gia các chiến dịch quảng cáo, Jennie cho biết, tôi đoán là con người và môi trường. Tôi chưa bao giờ phải ở một nơi mà xung quanh tôi có quá nhiều người mà tôi không quen thuộc, còn nói ngôn ngữ khác. Nhưng về mặt sáng tạo, tôi cảm thấy giống nhau. Diễn xuất cần tất cả giác quan sáng tạo mà tôi sử dụng trong MV, bản nhạc hoặc bất kỳ thứ gì khác mà tôi đã và đang làm. Thật đáng ngạc nhiên, tôi không cảm thấy quá khác biệt so với những gì tôi đã làm cho đến nay. Điều đó thật tốt, vì thế, tôi rất biết ơn. Mới chập chững làm quen với diễn xuất khiến Jennie còn bỡ ngỡ. Ban đầu, cô nghĩ sẽ phải sửa lại toàn bộ kịch bản và nhập tâm vào nhân vật. Nhưng nhờ sự chỉ dẫn của Levinson, nhắc nhở cô chỉ cần làm chính mình, Jennie không cần phải cố gắng chuẩn bị quá hoàn hảo. Tôi có nhiều cuộc trò chuyện với Sam và Abel The Weeknd. Tôi nghĩ điều đó giúp ích cho tôi. Họ chỉ muốn đảm bảo tôi không phải quá lo lắng về mọi thứ, cô kể. Jennie chắc chắn The Idol giúp con đường diễn xuất sau này của cô rộng mở hơn, có thêm một cách thú vị để thể hiện bản thân. Cô cũng học hỏi được nhiều từ Lily Joe Depp, con gái Johnny Depp. Tôi yêu nó. Tôi yêu trải nghiệm của tôi cho đến nay, cô nói. Muốn nhắc nhở Jennie, năm 10 tuổi chăm chỉ học tiếng Anh. Ở thời điểm Blackpink đạt được vị trí nhóm nhạc nữ K-pop hàng đầu thế giới, Jennie khẳng định bản thân đã trưởng thành và thay đổi nhiều với tư cách cá nhân trong hành trình 6 năm làm thần tượng. Nữ rapper cho biết, trong truyền lưu diễn, thế giới đầu tiên in do Aria World Tour 2019 đến 2020, cô không tìm thấy được cảm giác ổn định hay biết được vị trí của mình. Cô không biết bản thân là ai trong công việc và cả lúc không làm việc. Điều đó khiến người đẹp bị nỗi mất mát lấn át cảm xúc. Tuy nhiên, qua từng ngày, cô nhận thấy sự thay đổi. Hiện tại, cô cố gắng dành thời gian để chăm sóc chính mình, kiểm tra trạng thái của mình và đảm bảo cô biết bản thân đang ở đâu trước khi tham gia các dự án lớn. Ngoài công việc, Jennie cho rằng những năm thơ ấu ở New Zealand có tác động lớn đến sự trưởng thành của cô ở thời điểm hiện tại. Bởi vì tôi là đứa trẻ tự do. Một ngày nào đó thức dậy, cảm thấy muốn làm điều gì đó, tôi tiến về phía trước và làm điều đó. Điều đó phần nào ổn định bên trong cốt lõi của tôi để tôi có thể phát triển thành con người bây giờ, thể hiện bản thân và hiểu người khác theo cách tốt hơn. Bởi vì tôi bị đặt trong môi trường mà tôi không biết họ đang nghĩ gì, tôi phải học cách hiểu mọi người theo cách khác, sâu sắc hơn, cô bộc bạch. Trước câu hỏi muốn nhắn nhủ điều gì với bản thân lúc trẻ, Jennie trả lời nếu có thể quay lại quá khứ, cô sẽ nhắc nhở Jennie 10 tuổi chăm chỉ học tiếng Anh hơn. Vì cả cuộc đời phía trước là vô số cuộc phỏng vấn và gặp gỡ những người nói ngôn ngữ đó. Mạnh mẽ nhất khi ở cùng Blackpink.
Jennie tuyên bố cảm thấy mạnh mẽ nhất khi ở cùng các thành viên khác của Blackpink. Có các cô gái của tôi bên cạnh và làm những gì chúng tôi yêu thích. Biểu diễn trên sân khấu, tương tác với người hâm mộ, tôi nghĩ đó là lúc tôi mạnh mẽ nhất. Chúng tôi thích hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc sống, cô nhấn mạnh. Theo Jennie, sự tỏa sáng của cô không chỉ đến từ chính bản thân cô, cùng với Blackpink, nguồn động viên lớn nhất mà cô nhận được là từ mẹ ruột. Không chỉ trong công việc, gia đình và bạn bè còn là một trong những phương pháp giúp Jennie giải tỏa căng thẳng giữa lịch trình dày đặc. Trong vài năm qua, có những người bạn thân, gia đình ở bên và cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân là quan trọng đối với tôi. Với tư cách con người, nếu không cân bằng được điều đó, tôi nghĩ đó là thời điểm mọi thứ sụp đổ. Tôi không nghĩ điều cụ thể nào đó có thể giúp tôi giảm căng thẳng bởi vì chúng ta luôn có điều gì đó diễn ra trong từng khoảnh khắc. Giữ tinh thần tích cực, chỉ quan tâm đến sức khỏe tinh thần và cơ thể mình chắc chắn là điều tôi nên làm. Tôi thiền, giãn cơ, đọc sách, ngủ, cô cho hay. Jennie nói thêm từng nhận được nhiều lời khuyên trong ngành suốt những năm hoạt động nghệ thuật. Nhưng lời khuyên khiến cô tâm đắc nhất thời điểm hiện tại là nên sống chậm lại và dành thời gian cho bản thân.